full of cash we can blow. Shots of Patron. And it's on, girl. Don't say no. So hot that I melted, I fell right through the cracks. Now I'm trying to get back. Before the cool done run out, I'll be giving it my best. This and nothing's gonna stop me but divine intervention. I reckon it's again my turn to win some or learn some. But I won't hesitate no more, no more. It cannot wait, I'm yours. Well, open up your mind and see like me. Open up your plans and damn, you're free. I look into your heart and you'll find love, 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 and love. Listen to the music of the moment, people dance and sing. We're just one big family, and it's our God-forsaken right to be loved. Love, 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 love. So I won't hesitate no more. No more, it cannot wait. I'm sure there's no need to complicate. Our time is short, this is our fate. I'm yours. Do 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 do
my tongue in the mirror and bending over backwards just to try to see it clearer. But my breath fogged up the glass, and so I drew a new face and I laughed. I guess what I'll be saying is there ain't no better reason to rid yourself of vanities and just go with the seasons. It's what we aim to do. Our name is our virtue, but I won't hesitate no more, no more. It cannot wait. I'm yours. Well, open up your mind and see like me. Open up your plans and damn, you're free. I look into your heart and you find that the sky is yours. So please don't, please don't, please don't. There's no need here to complicate, 'cause our time is short. This, oh, this, oh, this is our fate.
quý vị chờ lâu thêm nữa. Xin mời quý vị cùng hướng mắt về phía sân khấu để chứng kiến những nghi thức lễ vô quy của cô dâu Hà Trang Sánh Nguyên cùng chú rể Chí Hiếu. Đến đây xin bắt đầu. Xin kính chào toàn thể quý vị quan khách. Lời nói đầu tiên xin thay mặt gia đình chủ hôn, ban nhạc Tí Hì cùng dịch vụ nấu ăn tiệc cưới Trung Trang xin gửi đến toàn thể quý vị lời cảm ơn chân thành, lời kính chúc sức khỏe và lời chào mừng nồng nhiệt nhất. Kính thưa quý vị, trong cuộc sống chúng ta có biết bao nhiêu điều kỳ diệu, và điều kỳ diệu nhất đó chính là tình yêu. Cùng với những ước mơ, những hoài bão cao đẹp, thì yêu và được yêu là một món quà quý giá mà tạo hóa đã ban tặng cho con người chúng ta. Chính những tình yêu đó đã chấp cánh cho những ước mơ, những hoài bão trở thành hiện thực. Và không biết từ bao giờ, sức mạnh của tình yêu đã mang đôi trái tim của đôi người Hà Trang cùng Chí Hiếu xích lại gần nhau. Ngày 27 tháng 3 năm 2018, nhằm ngày 11 tháng 2 năm Mậu Tuất, với sự đồng ý của hai bên gia đình và chính quyền địa phương, đôi người chính thức ra mắt bạn bè thân hữu. Vâng, và kính thưa quý vị, trong buổi tiệc mừng ngày hôm nay, chắc chắn không thể thiếu những vị đại diện chủ hôn đến từ phía hai gia đình, những người đã mang đến cho chúng ta hai nhân vật đẹp nhất, hạnh phúc nhất của ngày hôm nay. Và sau đây chúng tôi sẽ được giới thiệu phần ra mắt của tứ thân phụ mẫu hai bên gia đình. Đầu tiên về phía họ nhà gái, cho phép chúng tôi xin trân trọng giới thiệu ông Nguyễn Trung cùng bà Nguyễn Thị Yến Ngọc là song thân của cô dâu Hà Trang. Vâng, xin mời quý vị cùng tiến về phía hôn đài ra mắt. Và xin quý vị dành một tràng vỗ tay thật nồng nhiệt để chào đón hai đại diện đến từ nhà gái. Về phía đại diện cho họ nhà trai, cho phép chúng tôi xin trân trọng giới thiệu ông Đoàn Ngọc Tuấn cùng bà Nguyễn Thị Mỹ Nhung là song thân của chú rể Chí Hiếu. Vâng, xin mời quý vị cùng tiến về phía hôn đài ra mắt. Và xin quý vị dành một tràng vỗ tay thật nồng nhiệt tiếp theo để chào đón hai đại diện đến từ nhà trai. Vâng, và kính thưa quý vị, ngay sau đây là khoảnh khắc tuyệt vời nhất trong buổi lễ ngày hôm nay. Xin mời quý vị cùng hướng mắt về phía cọng hoa để nhìn ngắm đôi ngon đẹp nhất, hạnh phúc tràn ngời nhất trong ngày hôm nay, và vang lên những tràng vỗ tay thật giòn giả để dành tình cảm và nhiều bước cho đôi ngon Hà Trang cùng Chí Hiếu. Mặt quý vị bây giờ là tứ thân phụ mẫu đến từ phía hai gia đình, đôi người Hà Trang cùng Chí Hiếu xin kính chào toàn thể quý vị. Xin kính chúc quý vị một ngày thật nhiều niềm vui và sức khỏe. Vâng, và kính thưa quý vị, trong buổi tiệc mừng ngày hôm nay, xin mời quý vị cùng lắng nghe một lời phát biểu đại diện cho hai họ gia đình. Xin trân trọng kính mời ông Nguyễn Ngọc Định là bác của cô dâu Hà Trang sẽ có đôi lời. Xin trân trọng kính mời ông. Kính thưa quan viên hai họ, kính thưa các bậc trưởng niên, kính thưa quý ông bà nội ngoại, quý xuôi gia thông gia cùng toàn thể anh chị em thân hữu gần xa của gia đình, hôm nay tôi xin phép xin được thay lời cho gia đình hai em Trung Ngọc xin được có đôi lời trong buổi tiệc mừng vô quy trưa hôm nay. Trước tiên tôi xin gửi lời kính chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất của hai gia đình chúng tôi đến với toàn thể quý vị. Thưa quý vị, qua một thời gian quen biết, tìm hiểu của hai con, hai cháu và đã được sự tác hợp của hai bên gia đình, được sự cho phép của chính quyền địa phương, hôm nay hai gia đình chúng tôi đã chọn được ngày lành tháng tốt và chính thức tổ chức lễ vô quy để xây dựng hạnh phúc lứa đôi cho hai con xã xa xôi để đến chung vui cùng gia đình. Sự hiện diện đông đủ của quý vị hôm nay là một niềm hạnh phúc lớn mà quý vị đã ưu ái dành cho gia đình chúng tôi và cho hai cháu. Thưa quý vị, trong buổi tiệc rượu hồng trưa hôm nay, gia đình chúng tôi cùng với dịch vụ nấu ăn Trung Trang cũng đã cố gắng rất nhiều
nhưng cũng không làm sao tránh khỏi được những thiếu sót. Kính mong quý vị hoan hỷ bỏ qua cho. Và một lần nữa, tôi xin được kính chúc quý vị sức khỏe, hạnh phúc và chúc quý vị ngon miệng trong buổi trưa hôm nay. Xin trân trọng kính mời và xin cảm ơn quý vị. Tay trong tay tiến đến tháp rượu để làm nghi thức rót rượu hồng trong ngày cưới. Kính thưa quý vị, rượu hồng là tượng trưng cho quyết định hồng thắm của đôi vương. Kể từ đây sẽ bắt đầu một cuộc sống chung đầy ý nghĩa và tình yêu của đôi vương sẽ luôn được gắn kết bền chặt. Xin được chúc cho cô dâu Hà Trang cùng chú rể Chí Hiếu luôn hạnh phúc hôm nay, ngày mai và mãi mãi về sau. Để tỏ lòng hiếu thảo và biết ơn những vật sinh thành, xin mời đôi tân lang tân nương lần lượt trao cho bố mẹ hai bên những ly rượu mừng trong ngày cưới. Và giờ đây để chúc mừng cho tình xuôi gia giữa hai bên gia đình ngày càng keo sơn thắt chặt, xin mời ngày càng keo sơn thắt chặt hơn. Xin được chúc cho nhà trai có được dâu hiền, xin được chúc cho nhà gái có được rể thảo. Giây phút thiêng liêng trọng đại của cuộc đời, xin mời đôi tân lang tân nương trao cho nhau ly rượu giao bôi trăm năm hạnh phúc. Vâng, và xin mời quý vị bên dưới cùng rót đầy những ly có trên bàn và cùng nâng ly thật cao và hô vang thật lớn để chúc mừng hạnh phúc cho đôi yên ương đi ạ. Chúng ta là một đứa trẻ.
trong tình yêu mới. Chẳng có trái tim biển xanh, sống xa đưa giấc mộng chẳng chiếu sáng em bằng tia nắng, xóa tan bao ngày tăm tối. Chẳng có mắt môi đẹp thơ, ngỡ như thiên thần trong giấc mơ. Hòa bình về mừng hòa đôi mắt lắm.
đã cho nhau vì nhau mà tới bên này đời đã bao đêm từ khi chiến đấu mọi anh mới yên lành là niềm tin trên mặt môi em mình trở lại với đơn vị bên hơi chiến đi. Chiếc áo ấy cũng như là mái tóc mềm rũ được mơn trớn.
đêm nay em muốn nghe những lời ân ái êm êm à, êm êm à ha. Em nghe anh nói yêu em dài lâu nhé anh ơi à, lâu dài. Anh cho em hơi sức sống trong đời em đã từng thiếu, một tiếng sét hạnh phúc trong tuổi yêu. Em muốn quen một nụ hôn trước tiên à, nụ hôn à ha. Đêm nay em biết em phải là em xinh em tươi nhất ôi nơi trần gian, cho em khiêu vũ trong cuộc đời tiên